dưới á, còn dưới Thanh Mai còn Hoa hậu Thanh Mai, Nina Dương và Thanh hả? Hồ Xuân Đào, ca sĩ Hồ Xuân Đào ơi, xin mời lên sân khấu những bài đàn dễ thương nhất của thời điểm lẽ giá trị và đáng yêu nhất, và những khuôn mặt này sao diễn thấy toàn là người mà gọi là tài hoa trong cái nước Hoa Kỳ nữa cho thôi. Bây giờ đó qua đó lại nó tới nó lui là mọi người tiếp tục thưởng thức ca nhạc nha ca nhạc nha. Ai có ai đi danh hát chứ không ạ? Cũng như là những anh chị em mới quen, mọi người đến đây có vui không ạ? Một lần nữa có vui không ạ? Ở đây có bạn nào thiếu rượu không? Có thiếu rượu không nè? Thôi thì mọi người, nếu mà ai mà thiếu rượu á là lỗi của Diễm với Hải nặng lắm luôn á. Đừng có cho lễ Hải với Diễm mình nặng lỗi nha. Ai có rượu phải uống, chưa uống tập uống. Không về nổi nữa. Vượng mặt cá đồng nên tha thứ dùng nha, tất cả là chúng ta đều có lỗi hết. Diễm cho Diễm đến chính là Diễm đã ngồi coi cha mẹ từ nhỏ, nhưng mà trước 6 năm và 3 năm vừa rồi có đi lên này, cứ lên này, cứ lên đi. Diễm đang có cái mẹ lên này, lên này, cứ lên này. Chẳng những Diễm hạnh phúc hơn, mẹ cứ thường nói mẹ cầm cái bàn tay của con ốm quá, mẹ xót ruột quá. Quý vị ơi, Diễm nheo trái tim của Diễm vô luôn. Nên quý vị nào càng vui, càng gì, càng nhậu say là đem cho Diễm được cái ấm cúng nhất, hạnh phúc nhất của buổi tối hôm nay. Không được ai đi về buổi tối ngày hôm nay được không vậy? Yeah. Tất cả những quý vị đây xứng đáng để hạnh phúc hơn mỗi ngày và thành tựu mỗi ngày. Mẹ ơi, con giờ nó mỏi miệng. Mẹ chia sẻ. Mẹ có xứng đáng mà những đứa con yêu thương của mẹ được nghe không? Mẹ nói đại với trẻ, mẹ mang đại với mẹ. Mẹ nói mẹ yêu mọi người. Ôi, hôm nay là ngày sinh nhật của Hải Lễ con Lễ. Thì tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã được cuộc thời gian để vừa sinh nhật cho con. Chứ không phải là hai đứa đều con đâu à. Mẹ nếu như mà yêu thương thì cũng đã xứng đáng. Và thứ hai đó là đôi khi mẹ ôm hai đứa, một đứa tuổi con trai gái cho phải. Sao anh thấy nhà vô sì mà nghe đồ nắm lên vậy? Anh xuất hiện không? Móng niêm nó ẩm đà không?
Hình như cái này chắc tới rồi, sáng giờ thôi. Cảm ơn em, anh biết là em vui các anh. Anh biết nên anh muốn cái ly, mấy ly em cũng hơi xử. Anh cũng hơi xử. Phải sáng giờ bánh mì, để em tắt ra không? Em ăn có qua thôi làm dữ vậy. Chưa ăn cho nên uống rồi. Thường thường chiều Diễm uống, uống hoài không có sai đâu. Mọi người ơi, chắc Diễm có sai nãy giờ không? Có gì sai không? Không có đâu. Bravo, cảm ơn tất cả. Mong kiếp chi. Bây giờ làm gì lớn hơn kiếp được đâu. Vừa một lần nữa, trước khi làm cái chuyện mà nó động trời á, thì cảm ơn tất cả những tình yêu thương của mọi người. Đây là một cái phải nói là tất cả quy tụ những tài năng, những thành tựu, những tài, những gọi là danh nhân, những thành tựu khắp mọi nơi. Phải nói Diễm nói là tất cả lĩnh vực nào đều là có cạn nguyên hết. Diễm cảm ích, cảm kích và trân trọng từng giây từng phút tất cả các bạn đáng yêu hôm nay, buổi tối hôm nay dành thời gian cho My Body để thải lên. Yeah, hôm nay mình sẽ là đóng cửa hôm nay và chơi xả láng bói hôm nay, không có rượu, không sai, không về. Nếu hôm nay mà ai mà tính tiền rượu tính con Kiều Diễm được chưa? Ok, anh Chim được ăn nhắc em. Tại bà này em hung chuyện nhỏ xíu à. Em chỉ cần mà gỡ bộ đồ bikini ra là bà đó em được rồi. Thật sự, cảm ơn tất cả tình thương yêu và trong một cái ấm cúng hạnh phúc hôm nay. Mọi người trong tuần lễ này sinh nhật rất là nhiều, nhưng đã dành thời gian đến đây quý giá, rất là quý giá. Diễm trân trọng và cảm ơn từng đáy lòng. Mong là quý vị sống cuộc sống hạnh phúc, bình an, sức khỏe, tài lộc luôn đến với tất cả quý vị khắp mọi nơi, thành công trong mọi lĩnh vực. Mình chúng ta, mình hãy sống, mình nghĩ một điều duy nhất đó là cộng tác chứ không phải là đối tác hoặc là một cái gọi là đối thủ. Hãy cộng tác để chúng ta đem cái nguyện hải ngoại của mình thành công vượt trội khắp mọi nơi, để đem tiếng vang cho cộng đồng hải ngoại của mình, người Việt của mình. Tất cả mọi người đều có những lĩnh vực thành công, giàu hơn Hải Lê Kiều Diễm rất là nhiều. Nhưng Kiều Diễm chỉ có với Hải Lê, chỉ có là tấm nhiệt tình và chơi thực, thoải mái với mọi người. Bất cứ một so sát gì hợp đinh buổi tối hôm nay, xin niệm tình tha thứ. Đưa tay cao và đánh khẽ thật nhẹ xuống nha. Và tất cả rượu bia hôm nay không được tính tiền, ok? Yeah, happy birthday my body. Bây giờ em hôn anh đó thì nó thường quá.
Yes. Yo. 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 Yeah.